nhất là một cái hai ngày nhất của tháng 4 năm 2014, tức là chúng tôi sẽ có mặt ở đây từ ngày 2 tới ngày 7. Nhưng mà cái cuối tuần đó, thứ 7 và chủ nhật là ngày 4 và 5 tháng Giêng. Mùng 4 và ngày 5 tháng Giêng thì chúng tôi sẽ có một khóa tu cho giới trí thức trẻ, là nói là tiếng Anh, không nói là tiếng Việt. Như vậy tất cả quý vị có con em hay là thậm chí những người bạn bè là người của mình thì quý vị có thể mời được tham dự. Tại vì thỉnh thoảng chúng tôi có những cái khóa tu người tiếng Anh cho người Việt, còn ngoài ra chúng tôi chỉ có khóa tu tiếng Anh cho người nước ngoài mà thôi, ở Anh, ở Mỹ, ở Đức hay là ở Hà Lan vân vân. Còn ở Mỹ thì chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mỗi năm chúng tôi chỉ có vài khóa tu tiếng Anh cho người Việt Nam và các giới trẻ. Tại vì cái đạo Phật của chúng ta nó rất là tuyệt vời, nó rất là thực tiễn. Trong khi những tôn giáo khác người ta đi qua, người ta học đạo Phật mình. Quý vị đó, cả thế giới đông phương có rất nhiều cái bảo tàng mà thế giới tây phương sẽ bỏ đi theo học, tức là châu Âu và châu Mỹ. Bây giờ người ta đi theo, người ta tìm hiểu học, ứng dụng triết lý và cái sắc tâm của đạo Phật của mình để giúp cho cân bằng cái sản phẩm của ta bị rối loạn. Và trong khi mình đã có nó, mình bỏ mình đi thì có phải là tức cười không? Thấy không? Thành ra cái đạo Phật của mình cực kỳ vi diệu, rất là mình đã khoa học, thật ra khoa học giả là gì cả. Quý vị thấy ngày xưa cách đây 2600 năm mà Đức Phật đã dạy, trước khi uống một cái nước này mình còn phải có sự cảm niệm, sự trân quý. Đó, tại vì hàng vô lượng chúng sinh phải hy sinh cái mạng sống đó cho mình. Nhưng mà mình